Đây là anh em chúng tôi đi bắt cá bãi hào gần cái bờ sông Cô Qua đây. Chỗ này thì không hào không có lớn nhiều, nhưng mà không có lớn, nhỏ vậy thôi. Đâu đi bắt hào quên mua bao tay chảy máu nè. Quên mua bao rồi. Đây anh em chúng tôi là bắt được một bạch như thế này. Bây giờ đi đang nghiên cứu thêm nữa. Con hào nào lớn lớn mà bắt chứ không bắt nhỏ. Hào nướng hơn tỏi. Chiên giòn. Hào hấp á, hào hấp á, hào hấp á.